Thích Trúc Thái Minh một biến tướng của món lẩu thập cẩm Phật giáo và đảng. Sau vụ dùng lông phăn hồ biến thành xá lợi tóc mà kéo được hàng vạn người đến chùa Ba Vàng để sụp lạy, thì nhiều người cũng phải thừa nhận rằng quả là Thích Trúc Thái Minh nhận bén trong các thương vụ buôn thần bán thánh. Ông ta nắm được tâm lý của con nhang đệ tử và tận dụng triệt để cái tâm lý đấy để mà trục lợi, đút túi bản thân. Cũng hành nghề buôn thần bán thánh nhưng đa số các sư quốc doanh khác không tạo được những sự kiện chấn động như Thích Trúc Thái Minh, dù rằng tà tâm thì sư quốc doanh nào cũng có. Còn nhớ vụ tổ chức hốt tiền trong ngày lễ vui lan báo hiếu vào năm 2023 cũng là một sự kiện gây chấn động xã hội. Hàng loạt con nhang đệ tử tự nguyện đến dâng tiền và Thích Trúc Thái Minh chỉ có việc hốt mà thôi. Việc kinh doanh mê tín dị đoan thành công như thế cũng khiến rất nhiều sư quốc doanh khác phải ganh tị. Trong đó có sư Thích Nhật Tử, trụ trì chùa Giác Ngộ, đến mức hai ông này choảng nhau trên mạng xã hội cho thiên hạ cùng xem. Thích Trúc Thái Minh nhận lỗi trước chư tôn đức trong phiên họp Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khu vực phía Bắc. Sự u mê của con nhang đệ tử mà chùa Ba Vàng cũng như các chùa khác có được là do chính sách ngu dân của chính quyền Đảng Cộng sản. Từ nền giáo dục nhồi sọ hướng toàn dân vào con đường sùng bái lãnh tụ một cách mê muội, khiến bao nhiêu lớp người được xem là có học vấn đến nơi đến chốn dưới mái trưởng xã hội chủ nghĩa vẫn là những người thiếu sáng suốt, thiếu tư duy độc lập nên rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ và hốt tiền. Trong đó, Thích Trúc Thái Minh nổi lên như một người biết lợi dụng sản phẩm giáo dục xã hội chủ nghĩa để lợi dụng cho mình một cách có hiệu quả nhất. Được biết Vũ Minh Hiếu, tức Thích Trúc Thái Minh, từng học trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một trường có tiếng hàng đầu về chuyên ngành kinh tế trong cả nước. Ông từng là sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và được làm giảng viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội trong 2 năm. Kể ra, ông Vũ Minh Hiếu là người có kiến thức thực sự có điều, ông không có đức nên trở thành ma tằng có trình độ chuyên ngành kinh tế cộng với sự nhạy bén trong làm ăn với cộng với tà tâm nên Vũ Minh Hiếu quyết kiếm tiền từ mê tín và lừa lọc có nguồn đệ tử được xem là vô tận do Đảng Cộng sản mang lại Vũ Minh Hiếu được tạo điều kiện gây tiếng vàng để mà thu hút thành phần này đến chùa để cúng tiền cho ông ta mà thôi số tiền đó rất lớn không biết ông ta đang giấu nó ở đâu chỉ nhìn thấy Cộng lồng Thích Trúc Thái Minh đã nghĩ ngay ra được cách trục lợi thì quả là một cao thủ có một không hài. Ngoài việc làm sự kiện, Vũ Minh Hiếu kết giao với những quan chức cỡ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên mạng nhan nhản hình ảnh Thích Trúc Thái Minh trục chung với Nguyễn Xuân Phúc, cựu Chủ tịch nước, cựu Thủ tướng, với Lê Hồng Anh, cựu Thường trực Ban Bí Thư và rất nhiều quan chức cấp cao khác. Điều này khiến cho nhiều người nghi ngờ Thích Trúc Thái Minh là người của Đảng, đội lốt thầy tu, bởi chính ông đã và đang kinh doanh mê tín dị đoan công khai tại khu chùa Ba Vàng, làm dậy sóng mạng xã hội rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ xử phạt chiếu lệ. Ông vẫn đường hoàng chủ trì ngôi chùa lớn Ba Vàng, nếu không có quyền lực chính trị che chở, làm sao Thích Trúc Thái Minh có thể lì lợm đến như vậy cho được? chính đảng cộng sản đã thực hiện giáo dục nhồi sọ để ngu dân hóa tạo nền tảng cho những ma tăng như thích trúc thái minh trục lợi hiện nay phía xã hội phật giáo việt nam xử lý thích trúc thái minh vụ xá lợi tóc nhưng xem ra chỉ xử lý để đối phó dư luận mà thôi còn chính quyền thì sao đây câu hỏi đặt ra họ có xử lý ông ma tăng truyền bá mê tín này hay không hay lại để cho tồn tại một buổi lễ tại chùa ba vàng thích chúc Thái mình chính là ma tăng được sinh ra từ thành phần phật giáo của đảng cộng sản việt nam đã lợi dụng phật giáo là một tôn giáo lớn của nhân loại có giá trị về triết lý nhằm trong giáo lý phật pháp thái lan là một quốc gia phật giáo và xã hội của họ nhờ vậy mà thái bình trong khi đó ở việt nam giáo hội phật giáo việt nam do đảng cộng sản hậu thuẫn thì lại sinh ra toàn ma tăng và các trò mê tín nhảm nhí phật giáo không thể cho phép chung với cộng sản nếu ghép chung thì Phật giáo chỉ có sinh ra ma tăng hàng loạt mà chính đó là nguyên nhân phá nát xã hội tại Việt Nam quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thích Chúc Thái Minh một biến tướng của món lẩu thập cẩm Phật giáo và Đảng quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thể Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Quyền lực báo chí Việt Nam nâng được Vinfast lên mây và đè bẹp được cả xe Đức. Nhiều năm liền, nước Đức được xếp đầu thế giới với chỉ số thương hiệu quốc gia. Vào năm 2023 là năm đầu tiên Nhật Bản vượt lên đứng thứ nhất. Sự khác biệt giữa những quốc gia đứng đầu không nhiều. Hàng hóa Đức đều là thương hiệu lớn của thế giới. Nó đảm bảo rằng những sản phẩm do các nhà sản xuất của Đức làm ra là hàng chất lượng cao, trong đó ngành ô tô là một phần làm nên thương hiệu quốc gia của đất nước này. Qua tờ báo Việt Nam, có lẽ xe Đức sẽ nằm bẹp dưới chân của VinFast là những kiểu tuyên truyền mà tuyên giáo tung ra. Nói về sự nổi tiếng của ô tô Đức thì không phải bản cãi, ở đâu cũng có thể có biểu tượng của chất lượng. Ở Việt Nam, ai sở hữu được ô tô Đức thì được xem là người có đẳng cấp đáng mơ trong xã hội. Trước đây, những hãng xe Nhật Bản thường sản xuất ô tô ở phân khúc thấp hơn xe Đức như Toyota, Honda, Nissan. Tuy nhiên, các hãng xe Nhật vẫn lấy đẳng cấp của xe Đức làm tiêu chuẩn phấn đấu và vì thế, Nhật Bản đã cho ra đời những xe như Lexus, Acura hoặc là những xe cao cấp khác. Để cạnh tranh với xe Đức, đấy là cả một quá trình xây dựng chiến lược lâu dài với những mức đi vững chắc chứ không phải ngày một, ngày 2 mà có được. Ngày nay ai cũng biết xe Lexus là đứa con của Toyota ra đời để cạnh tranh với xe Đức, hay Acura là đứa con của Honda và những xe khác là của Nissan. Mỗi thương hiệu xe sang của Nhật Bản có chiến lược khác nhau nhưng tự chung đều thành công và trở thành đối thủ ngang tài ngang sức với xe Đức. Những hãng xe Nhật Bản khai sinh ra những thương hiệu xe sang không bằng ngòi bút của những tờ báo nô bộc như VinFast ở Việt Nam mà bằng chất lượng tuyệt hảo, chiến lược bài bản rất có tầm nhìn của các nhà sản xuất ô tô ở những nước này. Kết quả, hết xe VinFast thua xe Đức cả về tầm hoạt động lẫn hiệu suất. Vào ngày 28 tháng 12 năm 2023, tờ báo tuổi trẻ có bài viết xe Đức cũng chào thua VinFast về F8 về hiệu quả và tầm hoạt động. Không hiểu VinFast vf 8 của ông Phạm Nhật Vượng hơn xe Đức về tầm hoạt động chỗ nào khi mới kết quả chạy thử nghiệm cho một lần sạc đầy là 307 km so với 338 km như nhà sản xuất thông báo. Thực tế giá trị ghi nhận khi test thấp hơn giá trị thông báo 10%, trong khi đó một chiếc xe Mercedes EQE 350 của Đức test chạy được 404 km thấp hơn thông báo của nhà sản xuất 3%. Như vậy chiếc xe Mercedes điện test lần này hơn VinFast VF8 của ông Vượng cả tầm hoạt động lẫn hiệu suất, ấy là chưa nói đến độ tin cậy độ bền thì xe Đức là một quả đối khó có thương hiệu nào vượt qua. Vào ngày 2 tháng 1 vừa qua, tạp chí doanh nghiệp Việt Nam có bài viết Người Mỹ nóng lòng chờ đợi xe VinFast VF3 giá dự kiến dưới 300 triệu đồng. Xe hạng A với kích thước nhỏ gọn có giá khoảng 10.000 đô la không phải là xe rẻ ở Mỹ. Đó là giá trung bình cho loại xe này. Có nhận xét cho rằng người Mỹ không thích dùng xe hạng A, người Mỹ thích dùng xe cơ bắp to lớn chứ không chuộng xe hạng A nhỏ gọn như các nước khác. Không rõ bài viết của tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam không nắm được thị hiếu của người Mỹ nên viết bừa hay cố ý để mà tung hồ. Phải nói rằng người viết bài này rất cầu thả khi tìm hiểu thông tin về thị trường, đặc biệt là thị hiếu của nước Mỹ. Người Mỹ thì thích xe to lớn, cơ bắp, họ không thích xe hạng nhỏ A gọn như VF3. Vingroup sinh ra và lớn lên trong cái nôi của Cộng sản hiện nay họ dùng cách y hệt như cộng sản đó là cho báo chí nô bọc thổi lên tận mây xanh nhưng dù đó được báo chí đưa lên để mà đè bẹp xe đức lừng danh thế giới thì vinfast vẫn là vinfast không thể là đối thủ của những hãng xe lâu đời của đức được muốn lớn mạnh là phải làm phải có chiến lược đúng và có tầm nhìn xa như các nhà sản xuất ô tô nhật bản điều đáng nói là những hãng xe sản xuất ô tô nhật thành công với thương hiệu dành cho thị phần ô tô hạng sang ấy chưa bao giờ tự nâng mình lên và hạ đối thủ xuống bồn bằng báo chí. Họ rất tôn trọng đối thủ, để cạnh tranh họ không ngừng học hỏi chính đối thủ của mình. Có như thế thì nước Nhật mới có được thương hiệu quốc gia cạnh tranh ngang ngửa với xe lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thể báo chấm ngày hôm nay với bản tin Quyền lực báo chí Việt nâng được VinFast lên mây và đè bẹp được xẻ lực Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm